Mời các bạn lắng nghe tác phẩm Không Diệt Không Sinh Đừng Sợ Hãi của Thiền Sư Thích Nhất Hạnh. Chương 1. Ta từ đâu tới? Ta đi về đâu? Trong tu viện của tôi ở nước Pháp có một bụi cây hoa đào Nhật Bổn. Bụi hoa thường nở rộ vào mùa xuân, nhưng một năm mùa đông ấm áp hơn nên hoa nở sớm hơn thường lệ. Rồi một đêm trời trở lạnh, nhiệt độ xuống tới điểm băng giá. Sớm hôm sau khi đi thiền hành, tôi nhận thấy những nụ hoa đều bị héo hết. Tôi nghĩ vậy là đầu năm nay sẽ không có đủ hoa cúng bụt. Vài tuần sau, trời ấm áp trở lại. Khi tôi đi bộ trong vườn, tôi lại nhìn thấy những nụ hoa đào thuộc thế hệ mới đang biểu hiện ra. Tôi hỏi chúng: các con là những bông hoa đã chết khi trời băng giá hay là những bông hoa khác? Hoa trả lời tôi: thầy, chúng con không phải những bông hoa đó, mà cũng không khác những bông hoa đó. Khi nhân duyên đủ đầy thì chúng con biểu hiện ra, và khi thiếu nhân duyên thì chúng con ẩn tàng. Giản dị vậy thôi. Đó là giáo pháp của Bụt. Khi nhân duyên đầy đủ thì sự vật biểu hiện, khi nhân duyên không còn đầy đủ thì chúng rút lui. Chúng đợi tới thời điểm sẽ biểu hiện trở lại. Trước khi sinh ra tôi, mẹ tôi đã mang thai một em bé khác, nhưng bà bị sảy thai và em bé đó không ra đời. Khi còn nhỏ, tôi thường hỏi: bà thai đó là anh tôi hay chính là tôi? Ai đã muốn biểu hiện ra trong lần mẹ sảy thai đó? Khi mẹ tôi mất em bé thì có nghĩa là nhân duyên chưa đủ cho em bé ra đời, nên nó quyết định lui lại chờ điều kiện tốt đẹp hơn. Còn tốt hơn nên rút lui và sẽ trở lại nay mai nhé mẹ. Chúng ta phải tôn trọng ý kiến của em bé. Nếu bạn nhìn đời bằng những cái nhìn như thế, bạn sẽ bớt khổ đau. Mẹ tôi đã mất anh tôi hay chính tôi lúc đó? Thấy chưa đúng thời điểm, tôi đã lui lại. Trở thành không. Nỗi sợ hãi lớn lao nhất của chúng ta là khi chết, chúng ta sẽ trở thành không. Nhiều người trong chúng ta tin rằng cuộc đời của ta bắt đầu từ lúc chào đời và chấm dứt khi ta chết. Chúng ta tin rằng chúng ta tới từ cái không, nên khi chết chúng ta cũng không còn lại gì hết. Và chúng ta lo lắng gì sẽ trở thành hư vô. Bụt có cái hiểu rất khác về cuộc đời. Ngài hiểu rằng sống và chết chỉ là những ý niệm không có thực, coi đó là những sự thực, chính là nguyên nhân gây cho chúng ta khổ não. Bụt dạy không có sinh, không có diệt, không tới cũng không đi, không giống nhau cũng không khác nhau. Không có cái ngã thường hằng, cũng không có cái hư vô. Chúng ta thì coi có hết mọi thứ. Khi chúng ta hiểu rằng mình không bị hủy diệt thì chúng ta không còn lo sợ. Đó là sự giải thoát. Chúng ta có thể an hưởng và thưởng thức đời sống một cách mới mẻ. Tìm lại người thân đã mất. Đối với trường hợp mất người thương cũng thế. Khi nhân duyên không còn đầy đủ thì họ biến đi. Khi mẹ chết, tôi rất đau đớn. Khi chúng ta nghĩ mới 7-28 tuổi đầu, ta không hề nghĩ sẽ có ngày mất mẹ. Nhưng sự thật là khi lớn lên và tất cả chúng ta, ai cũng sẽ mất mẹ. Nếu bạn biết tu tập thì tới giờ phút chia lìa, bạn sẽ không quá khổ sở. Bạn sẽ sớm nhận thức được rằng mẹ bạn vẫn đang còn sống trong bạn. Ngày mẹ chết, tôi viết vào nhật ký: tai nạn lớn nhất đời tôi đã xảy ra rồi. Tôi đau khổ hơn một năm sau khi mẹ qua đời. Nhưng rồi một đêm, khi ngủ trong cái cốc ở vùng cao nguyên Việt Nam, tôi nằm mơ thấy mẹ tôi. Tôi thấy tôi ngồi chơi bên bà và chúng tôi nói chuyện rất vui. Mẹ tôi trông trẻ đẹp, tóc bà thả dài xuống lưng. Thật là sung sướng được trò chuyện với mẹ như thể bà chưa chết vậy. Tôi tỉnh dậy vào lúc 2 giờ sáng và tôi có cảm giác thực sự là tôi chưa từng mất mẹ.
Cảm tưởng mẹ vẫn ở trong tôi nó rất rõ ràng. Tôi hiểu rằng ý tưởng mất mẹ chỉ là một ý tưởng mà thôi. Rõ ràng lúc đó tôi thấy mẹ luôn luôn còn sống trong tôi. Tôi mở cửa đi ra ngoài. Tất cả sườn đồi được tắm trong ánh trăng. Đó là một đồi trà và thất của tôi ở lưng chừng đồi, phía sau ngôi chùa. Khi đi bộ thong thả giữa các luống trà, tôi vẫn cảm thấy mẹ ở bên tôi. Bà là ánh trăng vuốt ve tôi như bà thường làm, thật dịu dàng âu yếm, thật là kỳ diệu. Mỗi khi chân tôi chạm mặt đất, tôi biết mẹ tôi vẫn ở cạnh. Tôi biết cái thân này không phải của riêng tôi, mà nó là sự tiếp nối của mẹ, cha, của ông bà, của cụ kỵ, của tổ tiên. Những dấu chân tôi tưởng của tôi thực ra là của cả hai chúng tôi. Tôi và mẹ cùng để lại những dấu chân trên mặt đất ẩm ướt đó. Từ lúc ấy, ý nghĩ mất mẹ không còn hiện diện trong tôi nữa. Tôi chỉ cần nhìn vào bàn tay tôi, cảm nhận hơi gió mát trên mặt và dưới đất bàn chân, là tôi nhớ mẹ tôi luôn luôn có mặt với tôi trong mọi thời điểm. Khi mất một người mình thương thì ta đau khổ, nhưng nếu bạn biết nhìn sâu, bạn có cơ hội để nhận ra rằng bản thể của người đó là vô sinh, bất diệt. Chỉ có sự biểu hiện và ngừng lại để biểu hiện dưới hình thức khác mà thôi. Bạn phải rất tinh và tỉnh thức để có thể nhận ra sự biểu hiện mới của người thương đó. Nhưng khi thực tập và cố gắng